Hi everyone. I'm so happy. I just had a, what do you call? Shopping festival. No, shopping festival. Festive shopping. I went to the Vietnamese market, of course. Get me all the things that I can't get around here. It took me all day from morning 10 o'clock until 6 o'clock. 8 hour shift of shopping. It's good. We had lunch, we had sugarcane juice, we got all this. You won't know what this is. The embryo duck egg. All the things that this one actually Laos, Thai, papaya salad in crab sauce, spicy, hot. This one, mugwort, pomelo. $10 each, $10. Oh my god. Người, mọi người, mình vừa mới đi chợ người Việt về. Sướng quá, như kiểu đi chảy hội ấy. Mang được một đống đồ về. This one. Mua được trứng vịt lộn, bưởi, nộm bác khía. Nộm đu đủ, bác khía, ngải cứu. Với cả mua thêm cái cặp lòng. Cái này của tàu. $66. $66 nhá. $66 cái này. Mua phong bao lì xì. Hết Tết rồi nhưng mà thích bỏ phong bao lì xì để đi chơi có tiền thì lì xì. Mua lòng tràng với gà đi bộ. Gà đi bộ $21 một con, $14 một cân. Lòng tràng. Tôm nõn khô được chị bạn cho. Bạn nhà chị bạn trà được chị bạn cho được bao nhiêu, chị cho bao nhiêu đồ về nhé. Còn nữa, còn con mực khô nữa. Rồi ôi nhiều lắm. Đi chợ xong thì lại còn được bao nhiêu quà mang về nữa. Con mực khô to đi mua ở đây thì hiếm lắm nhá. Mua mực khô to hiếm lắm. Rau răm, rau cần. Rau cần mọi người, trời ơi thèm lắm rồi, hai mươi mấy năm chưa được ăn. Tại vì đi chợ xong rồi thỉnh thoảng cũng phải đúng mùa ấy, có thì người Việt mới có. Tía tô, kinh giới, sườn sụn với cả xúc xích Lào của chị bạn cho, không phải người Lào nhá, người Việt mình. Nhưng mà quý lắm. Mua ít trà tâm sen, tại vì ngủ không ngon ấy. Cả ngày uống có một cốc cà phê cho tỉnh táo thôi nhưng mà đêm ngủ không ngon, thế là phải đi mua trà tâm sen. Hạt sen khô. Cái này là $18 nhá. $18 bao nhiêu đây? $18 mà cái này 400g sen khô. Đắt lắm, đồ ở đây đồ Việt đắt. Cái này $3, từng này ngó tâm sen nhá, trà tâm sen. Mua mắm cá lóc con, nguyên con cá này. Mắm cá sặc. Oh, I don't know how to say all these in English. Quả cóc mọi người. Quả cóc này cóc Thái, cóc Việt Nam bây giờ không có. Thèm ăn măng cụt nữa nhưng mà đến tháng 11 mới có cơ. Mua muối tôm, muối ớt tôm của Việt Nam. Cái này $6.8 một lọ này. Của ổi 17 đô một cân. Mua roi nữa. Không mua roi. Thấy roi $35 một cân roi đỏ. Không dám mua luôn. Không dám, thèm lắm nhưng không dám mua. $35 một cân mọi người. Củ su hào 9 hay 10 đô gì đấy một cân. Lá mơ lông xin được nhá. Đó,
có gì nữa, lá mơ lông. Lông. Trời ơi, đi chợ về ăn là chỉ được quýt mang về này, được trà, được đủ các thứ. Ôi, có đồ ăn, đồ Việt để ăn. Sung sướng quá. I'm so happy.